Sáng 22 tháng 5 tại Hà Nội đã chính thức diễn ra lễ khai mạc triển lãm quốc tế về giải pháp văn phòng thông minh, thiết bị, máy và văn phòng phẩm Việt Office 2024. Việt Office 2024 là cơ hội để các doanh nghiệp trong nước và quốc tế hợp tác thương mại, phát triển đối tác khách hàng, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và nắm bắt cơ hội kinh doanh nhanh chóng, tạo sự phát triển bền vững cho các doanh nghiệp trong ngành máy móc thiết bị văn phòng. Triển lãm vừa là tiền đề để các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín lâu năm khẳng định vị thế, vừa là cơ hội cho các thương hiệu trẻ thăm dò thị trường, mở rộng hợp tác và gia tăng kết nối. Viet Office 2024 đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo doanh nghiệp trong nước và quốc tế với 150 gian hàng, 100 doanh nghiệp đến từ hơn 8 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Mỗi nhóm hàng đều mang đến những sản phẩm chất lượng nhất đã khẳng định chỗ đứng trên thị trường. Trong khuôn khổ triển lãm sẽ diễn ra các hoạt động kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp, hội thảo có chủ đề rủi ro mất dữ liệu doanh nghiệp và cách phòng ngừa và lễ tôn vinh giải thưởng sao sáng thương hiệu uy tín, sản phẩm chất lượng, dịch vụ tin dùng. Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 24 tháng 5.